chào mừng quý khán giả của Rốn Sân Cỏ thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá Vi Nhân để cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp rất nhanh. Bóng đến chân của Phát Huỳnh, cơ hội dành cho cầu thủ Sài Gòn, đường bỏ bóng rất hay, cơ hội cú sút điểm ở một tư thế hơi khó của Phú Lê, và rõ ràng là không có đối với thủ thành số 1 bên phía Gia Khang. Một tình huống mà các cầu thủ của Sài Gòn đã có một pha triển khai bóng rất nhanh. Số 18 bên phía Gia Khang, cơ hội dành cho các cầu thủ Gia Khang FC, Tony Phan không vào. Bóng vừa tìm đến cột dọc khung thành của Mr. Huy. Một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Tony Phan. Chúng ta có thể thấy rằng số 10 của Gia Khang FC đang chơi rất ấn tượng ở bên hành lang cánh trái. Bây giờ sẽ là quả ném biên dài cho cao thủ bên phía Gia Khang. Bóng đến chân của Hưng Huỳnh, nguy hiểm, dứt điểm ngay. Cú ra chân đầy quyết đoán của số 20 bên phía Sài Gòn Up. Sĩ Đức đã chấp thời cơ rất nhanh, tuy nhiên đáng tiếc là cú dứt điểm của anh bóng lại đi chênh khung thành. Rất bình tĩnh, Thanh Kiều, tốc độ của Thanh Kiều, cơ không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xám. Nỗ lực của Thanh Kiều đã không thể mang về bàn thắng. Một pha thoát xuống rất nhanh của Thanh Kiều, tuy nhiên đáng tiếc là anh đã không thể mang về bàn mở tỷ số dành cho Gia Khang FC. Nguy hiểm, vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Gia Khang. Rất nhiều những sức ép, rất nhiều những cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên tất cả đều đã bị bỏ lỡ. Bắt chạy bóng, một đường chuyền về khá nguy hiểm, cơ hội thủ thành của Gia Khang đã phải băng ra rất xa, nguy hiểm, khung thành đã bỏ trống, tuy nhiên và xử lý kỹ thuật của cầu thủ bên phía Sài Gòn Up đã không thể thành công. Vừa rồi là một tình huống mà cầu thủ của Gia Khang FC đã có một đường chuyền về rất tai hại, và suýt chút nữa thì đã khiến cho đội bóng này phải trả giá. Tuy nhiên rất may là thủ thành Luận Nguyễn đã có một pha băng ra. Hai đội đang đẩy cao nhịp độ của trận đấu. Đường mở bóng dài cho Nhân Marcelo, tốc độ của Nhân Marcelo, phía trong đang là Thanh Kiều, Sế Văn Phục, khoảng trống, dứt điểm, sau tình huống bỏ lỡ của cầu thủ Sài Gòn Up thì ngay lập tức là câu trả lời của các cầu thủ bên phía Gia Khang FC. Sê Văn Phục đã có một pha xử lý rất bình tĩnh, rất lạnh lùng, và dứt điểm để đánh bại thủ thành Mr. Huy, mang về bàn mở tỷ số dành cho Gia Khang FC. Sau rất nhiều những nỗ lực chơi ép sân ở hiệp thi đấu thứ hai thì cuối cùng các cầu thủ của Gia Khang họ cũng đã cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. Vẫn đang là những tình huống áp sát rất nhanh, cơ hội đã có lỗi của Tony Phan, sự quyết tâm đến từ vị trí của Thoại Tạ. Thoại Tạ dứt điểm ngay, nguy hiểm, không vào. Thủ thành Luận Nguyễn đã chơi tập trung ở trong pha bóng vừa rồi. Một pha xử lý đầy kỹ thuật của số 9 bên phía Sài Gòn Up, tuy nhiên thì anh đã không thể đánh bại được thủ thành số 1 bên phía Gia Khang để có thể quân bình tỷ số dành cho đội bóng áo hồng. Chiến thắng chung cuộc 1-0 dành cho Gia Khang FC với pha lập công duy nhất của đội trưởng Sê Văn Phục. Xin chúc mừng Gia Khang với một chiến thắng dù cho là rất nhọc nhằn, và chia buồn cùng cao thủ Sài Gòn Up dù cho họ cũng đã rất nỗ lực và cũng đã tạo ra khá nhiều cơ hội, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi một trận thua. Và đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của Dấu Ấn Sân Cỏ cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.